Quán cà phê 1986 gồm 3 tầng lầu. Như mọi người đã thấy, từ phía cổng vào sẽ là những cái bối cảnh cũng rất là đẹp. Và chúng ta sẽ gặp một cái cầu thang để đi lên. Và khi đã đi lên trên thì chúng ta sẽ tiếp tục có một cầu thang để đi lên trên nữa. Đó, bây giờ chúng ta sẽ lên trên tầng cao nhất của quán cà phê này nha. Trên này có rất nhiều cây cối được bài trí rất là đẹp luôn, có xương rồng này. Trên này đẹp quá. Rồi, từ đây nhìn xuống cũng rất là đẹp nha mọi người. Đây, nhìn thẳng xuống dưới. Wow. Không gian buổi chiều càng khiến quán cà phê trở lên huyền ảo. Được công nhận là cái người thiết kế cho quán cà phê này họ đã có rất nhiều những idea thực sự rất là độc đáo và thú vị. Đẹp lắm, không phải đẹp thường nữa. Muốn ngồi ngoài trời cũng được, muốn ngồi trong nhà cũng được. Rất nhiều sự lựa chọn. Đây là khi chưa lên đèn đó mọi người. Khi mà tất cả những cái bóng đèn được thắp lên còn đẹp nữa. Ánh nắng vàng mặt trời. Bài trí đẹp lắm. Cách bài trí của quán thực sự Hùng rất là mê luôn. Hùng rất là ngưỡng mộ những người đã thiết kế ra cái quán cà phê này. Một quán cà phê rất là đẹp, rất là nhiều những góc sống ảo, lung linh, long lanh luôn. Một trong những địa điểm check-in rất là thú vị khi mà đến. Đây, cái cầu thang xoắn ốc từ dưới này, bây giờ chúng ta sẽ xuống cái cầu thang này nhá. Ồ, đây có một cái góc đẹp quá. Đẹp chưa? Một góc sống ảo rất là đẹp. Chỉ đơn giản là đường vào toilet thôi đó mà đẹp như vậy.
Quán cà phê 1986 có những cái khoảng sân rất là đẹp, mang lại cái cảm giác cổ xưa với cây xương rồng, với những cái bức tường rêu phủ rất là đẹp, mang lại cho mình cảm giác hoài cổ. Đây là một những địa điểm Hùng nghĩ là nếu như mọi người muốn đến chụp hình trên sống ảo thì 1986 là sự lựa chọn hoàn hảo cho tất cả mọi người. Và đây là khu vực trung tâm khi được lên đèn, quá đẹp luôn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi vlog ngày hôm nay của Lê Việt Hùng để giới thiệu đến một quán cà phê rất đẹp tại quê hương của Hùng, đó là quán cà phê 1986, địa chỉ 33 Đinh Tiên Hoàng. Bây giờ thì xin cảm ơn và xin được chào tạm biệt.